Ok mọi người, đây là con Raider 400 của mình. Nãy giờ với các bạn biết mình bị gì không? Mình bị một lỗ. Trời má đất ơi. Ok anh em thấy là xin boy rồi. Wow. Đâu có dễ bỏ qua vậy. Mang Raider 400 đi cà khịa Racing Boy đi anh. Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Hậu Ly đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với cái video về cái con Raider 400 này ha. Và đặc biệt là như tiêu đề anh em thấy rồi đó, bây giờ mình sẽ đi cà khịa Racing Boy nha. Nhưng mà trước tiên đi cà khịa Racing Boy thì mình sẽ cho một vài anh em lên TV như những video lần trước nha. Rồi quay trở lại vấn đề thì anh em nói là chiếc xe này của mình đi ngoài đường là mấy anh chèo rất là thích đúng không? Mấy anh chèo sẽ ngoắt lại đúng không? Bây giờ mình sẽ đi ngang cái chỗ này có cái chốt nè, để coi anh chèo anh có phản ứng gì không. Mình nói với các bạn rồi, xe mình là biển số đầy đủ, giấy tờ số khung số máy hợp lệ. Lộn, phải hợp lệ nha mọi người, hải quan chính ngạch nha. Số khung số máy hải quan chính ngạch. Rồi đi ngang chỗ anh chèo luôn nè. Nè mình thắng lại luôn nè. Không chạy luôn nè. Đó. Thấy không, anh chèo bình thường à, đâu có vấn đề gì đâu. Các bạn để cái bô zin rồi các bạn đi. Mình nói thiệt nha, nếu mà các bạn đi một chiếc xe mà bình thường thôi, nói chung là xe nào cũng gọi là xe bình thường, mà các bạn đổ một cái bô lên, nó làm đung 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 đung, là đảm bảo các bạn luôn, anh chèo sẽ dòm ngó các bạn. Chứ còn mà các bạn đi bô zin, bô im đàng hoàng, không ai làm khó các bạn hết trơn á. Với lại mình thấy á, hồi xưa mình mê bô nổ lắm mọi người. Hồi xưa mình mê bô nổ cực kỳ luôn. Nhưng mà giờ không biết là chắc là do già sớm hả ta. Mình hết mê bô nổ rồi. Mình đi mà mình nghe cái bô nổ đung 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 đung, mình thật sự luôn á, nó mệt lắm. Nó vừa mệt trong người mà nó vừa khó chịu cái lỗ tai lắm kìa. Cho nên giờ mình cứ auto xe zin, bô êm. Rồi hiện tại con đường này cũng khá là quen thuộc khi mà mình đi cà khịa Racing Boy ha. Nói chung thì hôm nay mình không biết anh em Racing Boy có ra chơi hay không. Nếu mà có ra mình sẽ giao lưu với anh em chơi cho vui. Chứ mình nói cái tiếng cà khịa thì chẳng qua thì cà khịa chính là ghẹo chọc vậy thôi à. Chứ thật ra không có phải là khiêu khích đâu nha mọi người. Anh em chơi rất là vui vẻ. Nhưng mà bữa nay mình quên đem tem nữa rồi. Chán thiệt. Mới in một bộ tem dán rất là vui, rất là cũng đẹp đẹp. Nhưng mà quên để ở nhà rồi. Để đợt sau đi, đợt sau có đi cà khịa mình sẽ dát theo bộ tem để tặng anh em chơi. Sẵn tiện thì chưa tới cái chỗ để cà khịa, nhưng mà có nhiều anh em hỏi mình là chiếc xe này nó có nhẹ thật sự hay không. Thì mình làm mấy video lần trước rồi đó, mình lách rất là nhẹ đúng không? Mình lòn lách qua mấy cái chỗ này rất là nhẹ nhàng luôn. Thì bây giờ mình sẽ tổng kết lại cho các bạn ha. Thì chiếc xe này nè, với cái hình thức như thế này, cái bộ dạng như thế này và lực máy như thế này, nói về cân nặng á, thì chiếc Suzuki Raider 150 zin không bao giờ nặng lại con này. Tại vì con này nó tới 2 cục máy lận. Mà 2 cục máy cộng lại 400cc là các bạn biết nó to chà bá lửa luôn đúng không? Đó, rồi thêm cái dàn sườn mà để chịu được cái cục máy này thì nó sẽ rất là to luôn. Cho nên rồi hai cái bánh nó nội, thấy hai cái bánh của con này là nó tổ nái rồi. Nó sẽ rất là to, rất là bự và rất là nặng. Nhưng mà khi mà các bạn leo lên cửa như thế này thì nó rất là linh hoạt và rất là nhẹ luôn. Tại vì cái lực máy nó sẽ kéo, chứ thật ra các bạn đâu có bơi đâu mà nặng. Đó, mà nó rất là linh hoạt luôn. Tại vì nó nhỏ gọn nè, rồi nó ốm nè.
không? Như những con mô tô thì mình đã từng trải nghiệm rồi, nó nặng theo cái kiểu là có bình xăng phía trước rồi cái tay nó cũng túm túm, rồi khi mà mình lái á, nó bị kẹp kẹp giữa cái bình xăng á, rồi nó nặng á, cái bình xăng mười mấy lít là thấy nặng tới công chuyện rồi đó, cho nên nó không có linh hoạt. Còn khi mà các bạn hỏi mình với cái hình dáng với con này, trời ơi coi nè, bây giờ mình sẽ phép thực win. Chạy đúng len nha mọi người, đừng có lắng len nha nếu mà có chạy nhanh đó. Hết rồi, hết chỗ chật rồi, tới chỗ trống rồi, chạy bình thường thôi đó. Các bạn thấy không, nó nhẹ mà nó dễ lắm kìa, nó không có phải mà bị chán chỗ như mấy con BKL đâu, và đặc biệt là nó rất là linh hoạt luôn. Linh hoạt ở đây tức là khi mà các bạn lách á, nó không có bị cản, không bị cản nhiều. Bây giờ là đang chiều hoàng hôn, quá đẹp luôn. À, thì cái đường này á, anh em hỏi mình á, là địa điểm ở đâu, thì nếu mà anh em nào biết á, thì anh em có thể vô, nhưng mà riêng mình đây mình không có muốn giới thiệu cái đoạn đường này cho anh em biết, tại vì anh em tới á, lỡ mà hứng quá á, chơi á, mà không có kiềm chế được á, thì nó gây ra nhiều cái hệ lụy lắm, cho nên mình không có muốn làm anh em bị những cái đó. Anh em thông cảm cho mình nha, mình không có giới thiệu anh em tới cái đường này chơi nha. Còn hả, anh em mà nhìn vô là biết ở đâu á, thì cái đó mình không có cản. Mình không có biết sao mà cản được luôn, nhưng mà kêu chỉ thì mình không chỉ. Trời ơi, coi cái đường đã kìa. Ok mọi người, đây là con Raider 400 của mình. Mệt quá. Nãy giờ với các bạn biết mình bị gì không? Mình bị một lỗ. Trời má đất ơi. Ôi, tiêu rồi. Nãy giờ mình đang bơm bánh xe á mọi người, mình có đem theo cái ống bơm. Đi vô chưa gặp anh em Racing Boy là đã bị đinh tặc gặp trước rồi. Quá trời xui dữ thiệt. Một lỗ luôn rồi. Cái này á, mình sẽ để đây, để mốt á, mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh em vá lụi nha. Mình đang đặt cái bộ vá lụi cũng khá là hay á, mà mình thấy á, là ưu tiên vá lụi hơn. Vá lụi nó tiện, đỡ phải đi kiếm cái chỗ vá xe lâu quá trời lâu. Chỗ mình đi kiếm chỗ vá xe lâu lắm. Rồi, thì đây là con Raider 400 của mình, với cái góc nhìn ở phía trước nó sẽ như thế này. Đó. Lên bộ tem, ở lộn bộ tem King ha. À, bộ tem con King Kong á, King này King Kong á chứ là King gì. Đó là con này của mình đó, là tại vì nó tập tạ mọi người. Do nó tập tạ với nó ăn nhiều á cho nên nó mới bự như vậy nè. Chứ Raider của ta đâu phải vậy đâu. Raider ta đâu có bị kỳ như vậy đâu ha. À, tiếp tục đi kiếm anh em Racing Boy. Hành trình đi kiếm giả mang thì chứ. Mình đang chạy cái tự nhiên mình kéo một hơi á mà mình thấy chiếc xe mình nó lên không được. Nó bị trì lại cái là rồi. Bước xuống coi là y như rằng luôn, nguyên con ốc luôn. Dạ mang thiệt sự. 2000 years later. Ok anh em thấy là xin boy rồi. Wow. Đâu có dễ bỏ qua vậy. Đó, mình ngồi chờ đúng 2 triệu năm luôn mọi người. Mình ngồi chờ 2 triệu năm luôn mình mới thấy được một bạn Racing Boy chạy qua. Mà giờ ông chạy nhanh quá, ông về để coi ông đi đâu. Nhiều khi ông đi công chuyện á. Bây giờ mình sẽ làm quen bạn này thử coi được không.
Xe mạnh đấy. Xe mạnh đấy. Ngon 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 ngon, xe ngon. Wow. Xe trái máy vậy? Dạ. Xe làm trái bao nhiêu? Dạ, này là bô xăng lửa à. Bô xăng lửa hả? Bô xăng lửa chạy 130 ghê vậy? Gần 150 à? Lửa đạt tới 130 đúng không ạ? Ờ vậy hả? Ngon đó. Má ơi, được một người rồi. Ủa, anh ở đâu xuống vậy? À, ở ngoài Nguyễn Văn Linh nè. Chạy vô kiếm vài anh em chơi. Ủa, đang đợi người lên hả? Hả? Đang đợi người lên hả? Ờ. Ở đâu nữa? Không biết nữa, thì nó kêu vô cây cầu này chơi nè. Em định lại, lát nữa em định lại chỗ lỗ lũng á, đứng đợi bạn em lên nữa. Ờ, vậy lấy cho chơi chung ha. Hả? Lấy cho chơi chung với. Ok được ha. Ok ha. Giờ mình hoành lại đúng không? Ok. Bữa nay mình sẽ không có bóp đầu nha mọi người. Bữa nay thì cái cảnh giới bóp đầu mình sẽ không có chơi ở trong đây. Vô đây là thiên đường của anh em Racing Boy. Và mình cũng là một trong những Racing Boy. Mình chơi nơi an toàn nha. Chứ đừng có đi ra mấy chỗ mà nó nguy hiểm quá. Chỗ này các bạn thấy không? Không có một bóng dáng của bất kỳ ai. Và đây là một bạn Raider Sonic hả? Wow. Đây hả? Sachia ba. Thấy cái đầu y chang Raider Sachia không? Raider 400. Úp vàng áo thôi, chiếc này úp vàng áo. Vàng chân phân khối lớn chơi. Số A1 mà. A1 mà. Thì gắn đi khè ta chơi. Wow. Sao chiếc này nhìn nó thấp thấp quá ta? À. Hàng chi. Đâu xe này úp vàng chân chơi cho vui, kiển. Xe zin. Nguyên cái đinh. Ê, nó đang xì luôn kìa. Ừ, nãy mới lụm cái đinh luôn rồi. Ôi trời, sao vậy? Wow. Giao lưu. Ôi, chiếc này nó mới dễ. Ôi ơi, má kiên trâu, ôi ơi. Úp vàng chân mà. Lùn kế tôi. Trời ơi, gì vậy? A few moments later. Ok anh em nha, thì bữa nay su cà na quá. Bữa nay mình đi mình gặp được chỉ có ba bạn thôi. Mà nãy mới test lực với thử với con Winner V1 độ bô xăng lửa. Rồi tới chừng gặp được hai bạn xa chia kia thì hai bạn đó không dám chơi. Cho nên mình ngồi mình đợi tới chiều luôn, mình đợi tới tối luôn rồi vẫn không thấy anh em nào ra hết, buồn quá buồn luôn. Mà gặp thêm cái nữa, không có kèo mà còn bị đinh tặc tấn công nữa, coi chán không. Nhưng mà bữa nay thì nếu mà không có bi quan quá thì mình cũng thu hoạch được một số cái hay hay, đó chính là ánh mắt của anh em khi mà nhìn thấy con Raider 400 nó sẽ như thế nào. Và khi mà mình lừa mình nói con này là con Raider úp vàng chân phân khối lớn mà người ta không tin. Cũng có một vài anh em hay ha, nhìn bản số là biết phân khối lớn liền. Hay thì các bạn nãy nói là biển số mình để chữ A1 đó là phân khối lớn, ghê thiệt, quá dữ luôn. Anh em chơi xe giờ xịn quá, nhìn bản số cái là biết bao nhiêu phân khối hết trơn.
Sẵn tiện mình chỉ cho một vài bạn chưa biết ha, nếu mà các bạn nhìn bảng số á, mà đằng sau cái số tỉnh á, nó để hai chữ cái liên tục, hai chữ cái tức là xe 50, mà nó để một chữ một số, một chữ bất kỳ ngoài chữ A là xe 110, mà nó để chữ A thì auto phân khối lớn luôn. Ví dụ để A1, A2 gì đó, A3 gì đó là phân khối lớn ha. Và đặc biệt thì một số dòng xe cũ hồi xưa á, mình cũng thấy á, là tại sao nó để xe 110 nhưng mà biển số vẫn là biển số A luôn, mới ghê chứ. Cái này thì mình không rành nha, mình chỉ biết được như đó thôi, có gì anh em phổ cập kiến thức cho mình. Rồi từ nãy giờ mình chạy từ trong đó, trong cái chỗ mà để cà khịa Racing Boy chơi mọi người, mình đi ra tới đây mình cũng không thấy anh em nào hết. Và hồi nãy nói chung bữa nay hơi su cà na xíu, hơi su cà na xíu là ít quá à. Mới chơi được với một bạn rồi gặp được một bạn su nít, coi phản ứng của bạn đó thôi, chứ thực ra cũng không có chơi luôn, tại bạn đó biết được con này là phân khối lớn ha, không có dụ được. Mình nói là rider úp dàn chân phân khối lớn mà cũng không có dụ được luôn, chứ hả dụ được là ra quất liền. Ra cà khịa cho vui. Nhưng mà rốt cuộc thì bạn đó đã phát hiện ra và bạn đó đi về, hai ba bạn đó đi về luôn. Rồi mình ngồi đó cho tới tối luôn, không thấy ai hết luôn. Rồi nãy lưỡng thưởng chạy ra thấy một vài người, nhưng mà đi xe quay đồ, nhưng mà mấy bạn đó còn trẻ tuổi quá, nhỏ tuổi quá, mình không dám cà khịa. Rồi xong rồi giờ mình đi về tới đây luôn, vẫn không thấy ai. Nói chung thì bữa nay hơi không được nhiều ha, hơi không được nhiều ha mọi người. Vừa không được nhiều anh em Racing Boy chơi chung, mà đã vậy rồi á còn cán thêm con ốc nữa, chán thiệt chứ, tiêu thiệt. Nhưng mà mình nghĩ bữa nay á, chắc là do gọi là cái chiếc xe này á, nó biết là nó bị cán con ốc, cho nên nếu mà nhiều khi cà khịa anh em trái lớn á, nhiều khi thua mọi người. Cái bánh mềm á, bánh mềm mình cà khịa bị thua đó, cho nên á là khiến không có gặp được nhiều anh em Racing Boy. Cà khịa vô xăng lửa mà nãy chạy nhanh lên á, là mình thấy gió nó táp vô người mình á, là cái camera mình nó muốn bay luôn, bay ra sau luôn. Lúc mà mình nhìn ngang ngay này, cái gió nó thổi muốn bay cái camera luôn. Mà gặp chạy nhanh hơn xíu nữa chắc là nó bay mất tiêu camera luôn. Nhưng mà bữa nay xui cái bánh nó mềm mềm, bây giờ cái xe mình nó đang nặng nặng nè. Hồi nãy là nó chạy rất là ngon mà bây giờ nó mềm xuống cái nó nặng. Thôi có gì để bữa sau mình vá bánh xe xong rồi mình đi cà khịa tiếp ha. Còn video ngày hôm nay thì nói chung thì cũng hơi vui vẻ chút xíu, nhỏ nhỏ vui vẻ. Hy vọng là anh em sẽ thích cái video này và anh em nhớ ủng hộ mình trong những video sắp tới nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.